James David Rodriguez Rubio, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1991, là cầu thủ bóng đá người Colombia, đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tại câu lạc bộ Real Madrid ở giải La Liga và đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh được chú ý nhiều kể từ khi gia nhập Porto năm 2012. Ngay sau mùa giải đó, anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Primeira Liga, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử nhận được danh hiệu này. Năm 2013, anh chuyển đến Pháp thi đấu cho Monaco với phí chuyển nhượng 45 triệu euro. Ngày 22 tháng 7 năm 2014, James chuyển tới Real Madrid với giá trị chuyển nhượng lên tới 80 triệu euro, đưa anh trở thành cầu thủ Colombia đắt giá nhất trong lịch sử, qua mặt Radamel Falcao, 60 triệu euro vào năm 2013. Ở đội tuyển Colombia, anh bắt đầu chơi bóng ở cấp độ U20 quốc gia, nơi mà anh được đeo băng đội trưởng, và vô địch giải Toulon Tournament năm 2011, và cũng trong năm đó anh cùng Colombia tham dự giải U20 World Cup. Giải đấu lớn đầu tiên của anh cho đội tuyển Colombia là World Cup 2014 tại Brazil, giải đấu mà anh đã cùng Colombia vào đến tứ kết, và cá nhân anh giành được danh hiệu chiếc giày vàng World Cup, được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu và sở hữu bàn thắng đẹp nhất giải. Rodriguez sinh ra tại Cúcuta, thành phố gần biên giới Colombia và Venezuela. Cha anh là ông Wilson James Rodriguez Bedola, cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên do cha anh thường xuyên thi đấu xa nhà, nên cha đỡ đầu của anh là ông Juan Carlos Restrepo mới là người hướng dẫn anh những bước đầu đến sự nghiệp bóng đá. Rodriguez bắt đầu chơi bóng tại trường bóng đá Academia Tolimen và giành chức vô địch giải Pony Football, giải đấu toàn quốc dành cho các trường bóng đá thiếu nhi vào năm 2004. Sự nghiệp câu lạc bộ. Ngay sau giải Pony Football, chủ tịch Gustavo Adolfo Upegui López của câu lạc bộ Envigado đã nhanh chóng tìm cách đưa anh đến Envigado. Tuy nhiên, tại Envigado, gia đình Rodriguez phải thuê huấn luyện viên riêng cho anh, do trình độ của anh bỏ xa các đồng đội ở học viện đào tạo trẻ câu lạc bộ. Vào năm 15 tuổi, anh có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên cho Envigado, năm 2007, khi mới 16 tuổi, Rodriguez ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Envigado, nhưng anh chỉ thi đấu đúng một trận cho đội một trước khi chuyển đến Argentina thi đấu. Năm 2008, Rodriguez trở thành cầu thủ của Club Atlético Banfield. Ở tuổi 17 vào năm 2009, khi được vào sân thay người trong trận đấu giữa Banfield và Godoy Cruz tại Clausura, năm 2009, anh đã trở thành cầu thủ người nước ngoài trẻ nhất tham dự giải đấu hàng đầu của bóng đá Argentina. Bàn thắng đầu tiên của anh cho Banfield là trong trận gặp Rosario Central với cú sút xa mạnh từ ngoài vòng cấm vào ngày 27 tháng 2 năm 2009. Bàn thắng này cũng giúp anh trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất ghi bàn tại giải vô địch bóng đá Argentina. Mùa hè năm 2010, Udinese đã đạt được thỏa thuận ban đầu với Rodriguez, nhưng sau cùng chính câu lạc bộ Bồ Đào Nha Porto mới là câu lạc bộ có được anh với hợp đồng 4 năm, có giá chuyển nhượng 5,1 triệu euro. Trong mùa bóng 2011, Rodriguez ghi đến 14 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo. Kết thúc mùa giải, anh được trao danh hiệu quả bóng vàng Bồ Đào Nha 2012, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm của giải vô địch bóng đá Bồ Đào Nha. Anh là cầu thủ Colombia thứ hai giành được danh hiệu này sau Radamel Falcao và là cầu thủ trẻ nhất giành được danh hiệu này khi chỉ mới 20 tuổi. Đến mùa giải 2012, anh được câu lạc bộ Porto trao cho chiếc áo số 10. Việc các trụ cột của Porto như Radamel Falcao, Freddy Guarin và Haujadi đã giúp cho vai trò của Rodriguez ngày càng trở nên quan trọng. Rodriguez ghi một bàn và có hai pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước Benfica vào ngày 22 tháng 9 năm 2012. Anh được hai lần liên tiếp bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng của giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong tháng 8 và tháng 9.
Tại vòng bảng UEFA Champions League 2012, anh ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa Porto và đội bóng Pháp Paris Saint-Germain, đưa Porto lên vị trí đầu bảng. Ngày 24 tháng 5 năm 2013, Rodriguez gia nhập đội bóng nước Pháp AS Monaco với phí chuyển nhượng 45 triệu euro theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Đây là giá trị chuyển nhượng cao thứ hai trong lịch sử dành cho một cầu thủ bóng đá Colombia, sau Radamel Falcao. Ngày 22 tháng 7 năm 2014, Rodriguez ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với Real Madrid với phí chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng ước tính vào khoảng 80 triệu euro. Giá chuyển nhượng này giúp anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ tư trong lịch sử bóng đá thế giới, và là cầu thủ Colombia đắt giá nhất, vượt qua kỷ lục cũ của Radamel Falcao. Tại Real, anh khoác áo số 10, số áo từng thuộc về các cầu thủ nổi tiếng của câu lạc bộ này như Luis Figo, Fiance Busta và chơi cùng vị trí thần tượng của Rodriguez là Zinedine Zidane. Buổi lễ ra mắt của anh tại Real Madrid đã thu hút sự tham dự của 45.000 cổ động viên. Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Rodriguez đến Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ Real Madrid. Bayern phải trả toàn bộ tiền lương và phí mượn trong 2 năm có được sự phục vụ của anh, vào khoảng 30 triệu và có quyền mua đứt sau khi hết thời gian mượn. Anh ghi bàn đầu tiên trong chiến thắng 3-0 vào lưới Sanke, sau thời gian khó khăn do chấn thương, anh là lựa chọn chính trong đội hình sau khi giúp Heineken lên nắm quyền thay Carlo Ancelotti vào tháng 10 năm 2017. Sự tiến bộ của James giúp Bayern bay cao tại Bundesliga, anh đã có 6 bàn và 10 kiến tạo trong 19 lần ra sân, giúp đội giành chiếc đĩa bạc mùa này. Sự nghiệp đội tuyển quốc gia. Năm 2007, Rodriguez là thành viên đội tuyển U17 Colombia giành chức Á quân giải vô địch bóng đá U17 Nam Mỹ, và ghi được 3 bàn. Cùng năm đó, anh và U17 Colombia cũng tham dự giải vô địch bóng đá U17 Thế giới 2007, nhưng U17 Colombia đã bị loại ngay ở vòng 1/8 bởi U17 Nigeria. Ngày 29 tháng 9 năm 2011, Rodriguez lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Colombia cho trận đấu với Bolivia ngày 11 tháng 10 năm 2011. Anh có trận đấu đầu tiên cho tuyển Colombia vào ngày 11 tháng 10 năm 2011 và đã có pha kiến tạo cho Falcao ấn định chiến thắng 2-1 trước Bolivia. Ngày 3 tháng 6 năm 2012, anh có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Colombia trong chiến thắng 1-0 trước Peru tại vòng loại World Cup 2014. Hơn 3 tháng sau đó, anh có pha đá phạt trực tiếp thành bàn giúp Colombia đánh bại Chile 3-1 trên sân khách. Ngày 7 tháng 9 năm 2013, anh ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Ecuador để đảm bảo chắc chắn tấm vé tham dự World Cup 2014 của đội tuyển Colombia. Ngày 2 tháng 6 năm 2014, Rodriguez có tên trong danh sách 23 cầu thủ Colombia tham dự World Cup 2014 tại Brazil của huấn luyện viên Jose Pekerman. Trong trận đấu đầu tiên của Colombia tại vòng bảng, Rodriguez đã có 2 pha kiến tạo và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp và được FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đến trận đấu thứ hai với bờ biển Nga, Rodriguez tiếp tục phong độ cao với một quả đánh đầu thành bàn và đường chuyền cho Juan Fernando Quintero lập công để đem về chiến thắng 2-1 cho Colombia. Cá nhân anh một lần nữa lại nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Rodriguez được triệu tập vào đội tuyển Colombia tham dự Copa America 2015 tại Chile. Colombia bị loại ở tứ kết sau khi thua Argentina 5-4 trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút. Mùa hè năm 2016, anh mang băng đội trưởng đội tuyển Colombia tham dự Copa America Centenario. Ngày 3 tháng 6, trong trận mở màn với chủ nhà Mỹ, anh là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Colombia từ chấm phạt đền nhưng sau đó phải rời sân sớm vì chấn thương. Tuy nhiên anh đã kịp quay trở lại trong trận đấu thứ hai với Paraguay và ghi bàn giúp Colombia vào tứ kết với chiến thắng 2-1. Chung cuộc Colombia giành vị trí thứ 3 tại giải đấu này. Phong cách thi đấu.
được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hay nhất thế giới. Rodriguez có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, tiền vệ công, tiền vệ cánh, thậm chí là tiền đạo. Anh thường đảm nhận vai trò dẫn dắt lối chơi ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Khả năng đi bóng khéo léo, chuyền bóng chính xác nhất là những quả chọc khe giúp anh trở thành nguồn sáng tạo của đội tuyển Colombia. Trước việc được so sánh với Valderrama, anh đã nói, đó là một vinh dự khi được xem là truyền nhân của MPB ở độ tuổi của tôi. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video mới.